là Vân Hy điển trai thư sinh trong phim mới nhưng vẫn bị chê vì gầy trơ xương. Bộ phim tình yêu của Darwin tung ra tạo hình mới nhất của La Vân Hy. Với vẻ ngoài điển trai lại có khả năng diễn xuất ấn tượng, La Vân Hy hiện là một trong số ít những nam diễn viên thường xuyên nhận được sự quan tâm của khán giả. Bộ phim mà anh chàng đang tham gia ghi hình là Tình yêu của Darwin cũng vì thế mà được nhiều khán giả mong chờ. Mới đây, bộ phim truyền hình Tình yêu của Darwin vừa tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất. Ngay sau khi được công bố, loạt ảnh đã khiến dân tình không khỏi suýt xoa trước visual cực phẩm của nam chính La Vân Hy. Trong loạt ảnh hậu trường, La Vân Hy xuất hiện với trang phục công sở đầy cuốn hút và trưởng thành. Vốn sở hữu gương mặt điển trai, nam diễn viên dường như càng tỏa sáng khi xuất hiện cùng tạo hình này. Nhiều khán giả đánh giá rằng La Vân Hy rất phù hợp với những tạo hình hiện đại như vậy. Bên cạnh những lời khen ngợi thì La Vân Hy cũng vẫn phải đón nhận không ít những lời chê bai tới từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nam diễn viên quá gầy gò, nhỏ con, bờ vai không đủ rộng. Kích thước đầu lớn nên khi khoác lên mình bộ vest lại càng để lộ rõ tỷ lệ cơ thể mất cân xứng. Đây cũng được coi là khuyết điểm chí mạng của anh chàng khi thể hiện nhiều kiểu tạo hình khác nhau. Dự án phim hiện đại Tình yêu của Darwin với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hy và Trương Nhược Nam là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Healer của tác giả Tranh Vũ Yên. Dự án sẽ do Yuko chịu trách nhiệm sản xuất. Phim có kịch bản lấy đề tài về y khoa, trong đó chủ yếu xoay quanh câu chuyện giữa một chuyên gia giải phẫu và một sinh viên y khoa đã bỏ học. Trong phim, La Vân Hy đảm nhận vai bác sĩ Cố Vân Tranh. Màn kết hợp của La Vân Hy và Trương Nhược Nam khiến nhiều khán giả phấn khích và mong chờ. Cộng đồng mạng cho rằng đây sẽ là cặp đôi trai tài gái sắc mới của màn ảnh hoa ngữ sau khi Tình yêu của Darwin được lên sóng. Bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.